Xin chào các bạn ha. Hôm nay là mình xin giới thiệu, đây là một cái bụi ngải đen. Mình trồng cũng rất là đơn giản, mình trồng trong một cái xỉ than. Thì bụi này thì nó cao khoảng tầm 25 cm tính từ mặt đất lên tới cái gọn lá. Thì trong cái bụi này thì nó có 1, 2, 3 và 4 cây. Thì mình chỉ trồng ngải đen, mình chỉ trồng chơi trong một cái ly nhựa để mình chơi thôi, và mình thử coi ngải đen này có sinh trưởng tốt hay không. Thì nó sống rất là tốt các bạn. Mình trồng bằng xỉ than, hoàn toàn là gần như là không có đất nhưng mà nó vẫn lớn phát triển, và mình chỉ tưới nước thôi, mình chỉ tưới nước cho nó sống thôi. Thì các bạn thấy là cái bụi này thì mình tính luôn thời gian ươm cho nó bây giờ chắc nó cũng được gần 2 tháng rồi. Thì trồng trong xỉ than thì đất ít và dinh dưỡng ít, nhưng mà ngải đen nó vẫn sống và nó vẫn phát triển. Thì lá của nó thì nó da cũng là lá khá là hoàn chỉnh rồi. Lá thì có cái cuốn lá dài nè, và cái thân lá thì nó có gân. Lá thì hình nó hình bột dục dẹp dài, và có gân lá chạy từ cuốn lá cho tới cái viền lá. Lúc nhỏ thì nó sẽ ẩn ẩn màu tím, như cái này là ẩn màu tím. Sau dần dần càng lớn càng dài thì nó sẽ xanh, cái ngải nó sẽ xanh lại. Đây. Thì cái ngải đen này nó rất là dễ trồng và rất là dễ chăm sóc luôn. Thì bên mình thì chuyên cung cấp về cái củ ngải đen để trị dạ dày, trị bao tử, trào ngược, liền da. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mua cái củ ngải đen này thì liên hệ với mình nha, qua số điện thoại là 0966 595 401, hoặc là số Zalo là 0966 595 401. Thì mình sẽ hướng dẫn cách trồng, cách chăm sóc, cách dùng của cái cây ngải đen này. Cây ngải đen này nó là một cái vị thuốc rất là hay nha, nó hỗ trợ được khá là nhiều bệnh ở trong đông y. Và mình xin chào các bạn, xin kết thúc video.